Chào các bác nhá. Shop Tân Ánh xin chào toàn thể các bác. Hôm nay shop sẽ giới thiệu cho các bác chi tiết về bộ giò bẫy gà. Bộ giò bẫy gà dạng bắp chuối nhá. Có một bác ở trên YouTube có nhận xét là bác Quách Thắng ấy, có nhận xét là yêu cầu là shop sẽ làm một cái video chi tiết giới thiệu về cái bộ gà bắp chuối cho bác xem nhá. Thì mong bác thông cảm là bác nhận xét khoảng 2 ngày nay rồi. Nhưng mà tối hôm nay tôi mới có thời gian quay một cái video ngắn ngắn giới thiệu chi tiết cho các bác xem về cái bộ giò bẫy gà dạng bắp chuối nhá. Giò này gọi là giò bắp chuối này. Thế còn anh em hay gọi nó là giò đón, là giò chuyên dùng để đón nhá. Bộ này đây, một bộ gồm có 20 chân. Bộ 20 chân nhá các bác nhá. Bộ 20 chân. Và về cấu hình của nó ấy, thì là chân của nó là chân đồng. Chân đồng nhá. Cáp xe. Dây dù này là dây dù siêu bền. Chân đồng cáp xe này, dù siêu bền này. Thế còn cái dây mà dây liên kết giữa các chân ấy nhá. Con chào các bác. Dây liên kết giữa các chân ấy thì sẽ là cái dây dù siêu bền. Dạng một sợi như thế này. Dạng một sợi này, dây là dây cực bền, cực dai luôn. Các bác mà có lấy cái que ấy, lấy cái que mà buộc ngang như này chẳng hạn. Đây. Các bác lấy que buộc ngang như này này. Đấy, buộc ngang như này luôn. Buộc ngang như này nhá, lấy tay. Và một đầu nữa buộc vào cây. Và đến tay các bác dứt. Đấy, các bác nồi dứt hết cỡ đi. Thì rất khó đứt, còn chưa đứt được luôn nhá. Đấy, cái dây dù này, dù siêu bền. Nói chung là anh em chơi nhìn cái dây này là đã đủ biết rồi nhá. Và thứ hai nữa là cái sợi này ấy, nó có độ cứng này. Và nó là một sợi thôi. Thì nó hạn chế được cái độ rối, hạn chế được độ xoắn. Và khi mà con bổi nó mắc vào giò, nó nôi, nó kéo ấy, nó xoắn vào cây, vào bụi ấy, thì gỡ nó cũng rất dễ nhá. Gỡ rất dễ. Đấy, dây dù siêu bền đây. Thế đây, chi tiết của bộ giò đây nhá các bác nhá. Đây là một đầu này. Bộ giò này thì gồm có 20 chân. Đầu nữa là bên này trên này nhá. 20 chân. Các bác lưu ý nhá, cái này là chân bằng đồng. Chân bằng đồng. Đấy. Chân bằng đồng cáp ấy thì là cáp xe nhá, cáp xe. Cáp xe chân đồng. Cái hàng cáp xe này thì là nó rất là nhạy. Độ búng của nó rất tốt nhá. Khi mà gà đón thì hơi vương một tí cái là mắc luôn, là bảo mắc dính chân luôn. Và cái dây dù này ấy, là dây dù siêu bền. Dây dù siêu bền nhá. Dây dù siêu bền. Khoang này là khoang đồng này. Khoang đồng, cái khoen đồng nhá. Khoen đồng, hàn đồng luôn. Đấy. Và cái mối liên kết giữa dây dù và cái giò này, dây dù và cái dây cáp ấy. Đấy, đầu mối liên kết dây dù với cáp này. Các bác nhìn kỹ này, nó rất là nuột. Nó rất là nuột này. Cái cáp này là nó là cáp hai sợi. Hai sợi gập đôi lại, xe tròn lại thành bốn sợi. Thì các bác nào muốn chơi kỹ thì về các bác có thể lấy kìm. Lấy kìm sắn cái chỗ gập này này. Cho nó nhỏ đi tí nữa cũng được. Thế nhưng mà như này cũng là nó ok lắm rồi. Cái đấy các bác về tự chỉnh sửa thêm cho nó ưng ý nhá. Thì tùy các bác. Thế đây là cái bộ giò dạng bắp chuối nhá. Giò bắp chuối. Mọi quy quách của giò thì được làm với cái thông số chuẩn nhất nhá, thông số chuẩn nhất. Cái khoảng cách dây dù này nhá, khoảng cách dây dù này là 23 cm nhá. 23 cm. Đấy, 2 cm, số đo rất chuẩn này. Cáp này là cáp xe. Cáp sắt xe đấy. Cái loại cáp này ấy, thì là nó có ưu điểm ấy là khi các bác mà có đánh nó có bị rối, bị quấn hay con bổ với nôi ấy thì các bác nắn sửa chỉnh lại theo đúng hình thức hình thái cũ của nó thì rất dễ nhá. Các bác vuốt một cái là nó quay lại về cái hình dáng ban đầu luôn. Nó dễ chỉnh hơn là cáp lụa nhá. Đấy là cái ưu điểm của cáp xe này như vậy nhá. Các bác nhìn kỹ này. Chân đồng này. Chân này chân đồng nghiêm luôn đấy. Đồng nghiêm. Cái mũi này. Mũi này thì đánh theo hình mũi Yamaha. Đây, theo hình mũi Yamaha này.
đây mình mới mang. Và phía trên này này làm rất là tinh xảo này, các bác nhìn này. Đây phía này ấy, là nó dùi một lỗ, có khoan một lỗ nhé, khoan một lỗ qua cái chân này và xiên dây cáp này vào, xiên dây cáp này vào phía dưới này nhé. Đây. Phía dưới này xiên khoan lỗ nữa này, đấy, khoan lỗ nữa để gập ngang cái cáp, cắm nó sang, cắm sang phía bên này. Và phía trên này này, phía mà chỗ dây dù buộc đã che lại rồi này, lại một lỗ khoan nữa để cái đầu cáp đấy gập xiên lại sang bên này. Là coi như là cái mối liên kết giữa cáp và chân ấy là được quấn một vòng luôn, quấn một vòng tròn. À, đảm bảo cho các bác là không bao giờ có bị tuột được cái mối liên kết giữa cáp và chân nhé. Và chất liệu của chân này ấy, thì là đồng. Đồng 100% nhé. Để tránh không có bị han gì. Thì hàng này là hàng làm rất kỹ. Hàng chất lượng, hàng chuẩn. Thì là cái giá thành nó sẽ hơi cao một chút, thì các bác cũng phải biết là chơi đồ kỹ đồ đẹp thì nó có giá trị hơn. Đấy. Đấy, các bác chơi đồ này ấy, thì là nó thể hiện được cái đẳng cấp hơn rất nhiều nhé, không phải là dò chân sắt, chân lan hoa đâu, dò này là dò chân đồng ấy, chân đồng nghiêm ấy. Và đây các bác này nhìn cái chân cây đồng này, nó rất là bé nhá, nó rất là bé nhưng mà người ta khoan thủng được cái lỗ ở đây này. Khoan thủng lỗ rất bé, rất nhỏ luôn đấy, để nó xiên cái dây cáp sang. Thế nói chung là bộ đồ này thì là đảm bảo cho các bác là hiệu quả và thẩm mỹ thì đẹp. Thế khi các bác chơi bộ đồ này thể hiện được cái đẳng cấp nhá. Anh em đam mê thì không những là cần cái dụng cụ để chơi dò gà thì để cắm đánh gà thì đều gọi là dò gà hết, đều gọi là dò gà rồi. Thế nhưng mà dò như thế nào nhá, dò đẹp hay không đẹp, dò đẳng cấp hay không đẳng cấp. Đây là anh em chơi dò này là thể hiện được cái đẳng cấp rất cao. À, đảm bảo các bác mà nhận được cái bộ dò này ấy, thì là không phải thắc mắc nhá, không phải thắc mắc, không phải chê bất cứ điểm nào. Hàng chuẩn đẹp ok. Thì shop cung cấp cái giá nó sẽ hơi nhích hơn một chút, các bác thông cảm nhá, tiền nào của đấy. À, rồi xin chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. À, các bác theo dõi video ủng hộ kênh YouTube của shop, các bác vui lòng đăng ký kênh là sẽ cập nhật được những video mới nhất mà shop giới thiệu về sản phẩm shop cung cấp cho anh em nhé. À, đây là bộ giò bắp chuối. Đây xin gửi riêng tới bác Quách Thắng nhé. Bác Quách Thắng. Đây là chi tiết về cái bộ giò bắp chuối đây. Nha các bác nhé. Bộ 10 chân, chân đồng. À, cái này thì nói chung là hàng có sao thì là tôi nói vậy, nhưng không có thêm bớt gì thêm. Đây hàng cực kỳ đẹp. Cái này đảm bảo cho các bác có chơi gà lâu năm, có khó tính mấy chăng nữa, để khi nhận được bộ giò này ấy, là sẽ ưng ý nhá. Đây không phải chê điểm gì hết. À, một số bác đã nhận được hàng rồi, rất chi là ưng. À, xin cảm ơn các bác đã ủng hộ nhá. Cái này là không những shop cung cấp hàng đẹp, mà quan trọng là người thợ làm trực tiếp ra cây giò này ấy, là phải bỏ rất nhiều tâm huyết, rất kỳ công nhé. À, xin chân thành cảm ơn anh em đã ủng hộ. À, xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau nhé. À, giá của bộ giò gà này mình thông báo luôn cho các bác nắm được nhé, sẽ là 250.000, 250.000 bao cước cho các bác nhé, 250.000 bao cước. Thế còn các bác mà mua tự giả phí, tự giả cước ấy thì nó sẽ là 220 nhá. 220.000 là tự giả phí nhá. Rồi 250.000 thì shop sẽ bao cước cho các bác. Rồi ok. Xin chân thành cảm ơn. Chào các bác nhé. Hẹn gặp lại trong video sau nhá.